Thời gian qua, các đối tượng lừa đảo, tội phạm công nghệ thông tin đã lợi dụng tình hình dịch bệnh, đặc biệt là tâm lý hoang mang lo sợ của một bộ phận người dân để tung ra nhiều chiêu thức lừa đảo, lấy cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản thẻ ngân hàng. Chị Thảo từng nhận được cuộc gọi điện thoại của một người tự xưng là nhân viên ngân hàng Techcombank cần xử lý giao dịch chuyển tiền nhầm. Chị Thảo đã tin tưởng làm theo chỉ dẫn của đối tượng. Chị không hề hay biết mình đang bị lừa. Theo chị Thảo, đối tượng gửi một đường link yêu cầu nạn nhân click vào tài khoản rồi tiếp tục nhập mã OTP. Khi nhận được mã OTP, đối tượng đã cắt đứt liên lạc. Số tiền 200 triệu đồng trong tài khoản của chị Thảo bị lấy mất. Tôi thấy có một số điện thoại lạ gọi đến. Họ nói là họ ở bên Techcombank. Thậm chí kể cả cái số tiền mà tôi nhận được vào thời gian như thế nào thì họ đọc rất là rõ ràng. Thì lúc đó tôi cũng đã tin tưởng đấy là số tổng đài của bên Techcombank. Họ bảo là bây giờ chỉ cần đối soát bằng cách đó là vào cái mã OTP. Và khi mà cái mã OTP nó xuất hiện thì chỉ cần ấn OK. Sau đó tôi phải mở vào trong tài khoản thì tôi thấy tài khoản của mình bị trừ mất 200 triệu. Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người phải ở nhà và cần việc làm online. Chị Trang đã sa vào bẫy lừa đảo việc làm. Chị tìm được công việc quản lý cho một trang game. Nạn nhân từng nghĩ đó là công việc tốt mình may mắn có được trong thời điểm khó khăn này. Thế nhưng, sau những lần đăng nhập tài khoản, những cú click chuột vào đường link, tiền lương chẳng thấy đâu mà tiền trong tài khoản của Trang lại không cánh mà bay. Lúc đó, Trang mới biết mình đang tiếp tay cho đối tượng hack số tài khoản ngân hàng. Họ sẽ gửi đường link cho em ấy ạ, thì em sẽ click vào đó rồi em sẽ điền thông tin cá nhân của mình vào như số điện thoại, họ tên, số tài khoản các thứ và họ hứa sẽ chuyển tiền qua cái số tài khoản đấy. Nhưng mà thực ra là họ lấy thông tin của mình để họ chuyển tiền, lấy tiền của mình đi, thế là mình bị mất tiền oan kiểu đấy ạ. Cùng với những trung tâm việc làm phát triển thì các chợ việc làm online cũng được rất nhiều người lao động tìm đến. Không khó để nhận diện những đối tượng núp bóng nhà tuyển dụng nhằm trục lợi tài sản. Là đối với cả các cái vụ mà liên quan đến sử dụng công nghệ thông tin để chiếm đoạt tài sản thì cái phương thức thủ đoạn nó hết sức tinh vi. Số tiền chiếm mà các đối tượng đã chiếm đoạt được thì thường là chuyển vào các cái tài khoản game ở trên mạng. Mà các tài khoản game này thì chủ tài khoản thường nước ngoài, rất khó khăn trong việc chúng ta xác minh để truy vết theo cái nguồn tài khoản bị chiếm đoạt. Trong năm 2020, cơ quan chức năng đã phát hiện trên 4.100 vụ việc liên quan đến tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Trong đó, có gần 800 vụ việc lừa đảo qua mạng viễn thông bằng thủ đoạn giả danh cơ quan thực thi pháp luật, đe dọa, yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền. Để đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thanh toán, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chủ động nắm bắt, cập nhật các phương thức thủ đoạn tội phạm nêu trên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng giao dịch tài chính an toàn. Kịp thời cảnh báo rủi ro trên các kênh thông tin liên quan nhằm giúp khách hàng nâng cao nhận thức về rủi ro, cảnh giác trước những thủ đoạn tội phạm mới và thực hiện giao dịch tài chính an toàn, đảm bảo an toàn tiền và tài sản của khách hàng.